Trung tâm huấn luyện phẫu thuật nội soi bệnh viện Đạo Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh được Hội phẫu thuật nội soi và nội soi châu Á công nhận là trung tâm huấn luyện phẫu thuật nội soi Center of Excellence chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Điều này cho thấy bước tiến rõ rệt của việc đào tạo đội ngũ cán bộ y tế trong nước, mở ra nhiều cơ hội chữa trị cho các bệnh nhân. Hội phẫu thuật nội soi và nội soi châu Á, gọi tắt là ENSA, là một hội chuyên khoa về phẫu thuật nội soi lớn và uy tín của thế giới. Khi được ENSA công nhận là Center of Excellence có ý nghĩa trung tâm huấn luyện phẫu thuật nội soi bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh để trở thành trung tâm đào tạo đạt chuẩn của ANSA. tính đến thời điểm hiện tại trung tâm đã giảng dạy cho hơn 1.600 phẫu thuật viên trong nước và hơn 700 phẫu thuật viên nước ngoài trung tâm giảng dạy từ cơ bản đến nâng cao như phẫu thuật nội soi đại trực tràng đường mật thoát vị dạ dày gan thực quản khớp tiết niệu lòng ngực học viên được thực hành trên mô hình và kiến tập các ca phẫu thuật nội soi tại bệnh viện trong thời gian sắp tới, Trung tâm huấn luyện phẫu thuật nội soi bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường hội nhập quốc tế bằng việc liên kết với các trung tâm huấn luyện phẫu thuật nội soi lớn trên thế giới. Đưa ngành phẫu thuật nội soi nói riêng và nền y khoa nước nhà tiến xa trên bản đồ y khoa thế giới.